với sự tham gia của các diễn viên Mã Tư Thuần trong vai Diệp Chiêu, Thịnh Nhất Luân trong vai Triệu Ngọc Cẩn, Sở Nhiên trong vai Liễu Tích Âm, Định Xuyên trong vai Hồ Thanh và một số diễn viên khác. Kịch bản: Thạch Thành Công Tử. Đạo diễn: Văn Kiệt, Hoắc Diệu Như. Nhà sản xuất: Trần Nhất Phi. Bộ phim Tướng Quân Tại Thượng. Tập 58. Hôm đó ta đến Thiên Hương Duyên chơi. Khi đó ta chỉ mới học được một chút khinh công thôi, tự cho mình là giỏi lắm. Kết quả gặp được chàng, một đứa trẻ vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, ta liền muốn trêu ghẹo chàng. Hồ Thanh nói sự việc cụ thể ra sao huynh ấy cũng không biết, chỉ nói rất mơ hồ. Khi A Chiêu còn nhỏ tưởng ta là mỹ nữ, chạy tới trêu ghẹo khiến ta gặp chút suy sẻ. Địa điểm sao lại ở Thiên Hương Viên chứ? Hôm đó chàng mặc một bộ y phục trắng, đứng bên cây mai đỏ, hình như đang chơi trốn tìm với các bạn thì phải. Lúc đi tới núi giả thì bị lạc đường, ánh mặt trời chiếu lên người chàng, trông còn đẹp hơn cây mai đỏ đó. Mẫu thân, người đang ở đâu? Dữ nôi, người đang ở đâu? Mẫu thân, mọi người đâu hết rồi? Mọi người đâu hết rồi? Mẫu thân, dữ nôi. Đứng im. Khóc gì mà khóc? Ta không tìm được nhà của mình. Ngươi là con gái nhà nào? Ta là con nhà Triệu Dương gia đó. Ngươi tên là gì? Triệu Ngọc Cẩn. Triệu Ngọc Cẩn. Sao ngươi lại ở đây một mình? Nơi này nhiều núi giả như vậy, đâu đâu cũng là lối rẽ, đi lạc sẽ không ra được đâu. Trước đây có một đứa trẻ lén vào đây chơi, nhưng mà lại không tìm thấy nó ở nơi này, kết quả bị đói chết ở trong này luôn. Ngươi có biết là nơi này đáng sợ lắm hay không? Thì phát hiện ra đã thành đống xương trắng rồi. Mẫu thân, cứu dây, cứu cần dây, giữ nơi mà người đang ở đâu. Khóc gì mà khóc, ta đưa ngươi ra ngoài là được. Tiểu ca ca, người có thể đưa ta ra ngoài được không? Vậy ngươi phải đồng ý với ta một điều. Được thôi. Ngươi làm thê tử của ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Mẫu thân ta nói, ta phải cưới thê tử về. Cưới thê tử và làm thê tử có gì khác nhau đâu? Ngươi hung dữ như vậy, ta không cưới ngươi về làm thê vậy, tử đâu. Vậy ta làm thê tử của ngươi cũng được. Vậy thôi, ta đi đây, mặc kệ ngươi. Được, ta cưới ngươi về làm thê tử. Vậy đi theo ta, ta đưa ra ngoài. Tiểu ca ca, ngươi từ đâu tới vậy? Ta là thần binh trên trời giáng xuống, chuyên đi chơi cùng ngươi. Tốt quá rồi. Tiểu ca ca, ngươi có biết võ công không? Đương nhiên là biết rồi. Vậy ngươi có thể cõng ta được không?
Đương nhiên là được. Nè, ta cõng ngươi. Núi giả có tiếng động, mà tới đó xem đi. Đi đi, đi. Nhanh lên. Ngọc Cẩn thiếu gia, 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 đang ở đâu vậy? Ngọc Cẩn thiếu gia, ở đây. Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, thiếu gia, con phải gọi người cho thiếu gia nhanh tỉnh lại đi, tỉnh lại thiếu gia. Làm sao vậy? Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, thiếu gia tỉnh lại đi, bà tỉnh lại đi. Ngọc Cẩn thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia, tỉnh dậy đi. Ngọc Cẩn thiếu gia, thiếu gia, Ngọc Cẩn thiếu gia. Năm đó, đó chính là vụ đại án chấn động khắp thành Đông Kinh. Mẫu thân mấy lần khóc, dân tấu muốn xin hoàng thượng trừng trị hung thủ. Ta cũng thật không ngờ, sau khi chàng tỉnh lại, nói với mọi người tự mình rơi xuống nước, không liên quan đến ai hết. Mới bấy nhiêu tuổi đầu lại độ lượng như vậy. Cho nên sau này, có người đến thành Đông Kinh làm việc, ta đều nhờ bọn họ dò hỏi tin tức của chàng. Ta biết chàng vì rơi xuống nước, nằm trên giường bệnh rất là nhiều năm. Ta áy náy và cũng lo lắng cho chàng. Ngày tháng dần trôi qua, những người thu thập tin tức của chàng toàn nói xấu chàng thôi. Nhưng ta lại càng thích chàng hơn. Chỉ có ta biết, tấm lòng của chàng lương thiện, cả người toàn là ưu tú thôi. Tướng công, tướng công. Hả? Thì ra năm xưa tên khốn hại ta rơi xuống nước chính là nàng. Một đứa trẻ 4 tuổi vừa mới học nói, nó có thể hiểu được gì chứ? Khi ta tỉnh lại, nói với người khác là bị một ca ca biết bay đẩy xuống nước. Không có ai tin ta, mọi người đều tưởng ta điên rồi. Mẫu thân ta không ngừng trách mắng nha hoàng người làm, vì bọn họ chịu dày dò quan, ta mới nói tự mình trượt chân rơi xuống nước. Sau khi ta lớn lên, ta đi điều tra cậu bé đó, nhưng mà điều tra nhiều lần cũng không có kết quả gì. Ta thật không ngờ người đó lại chính là nàng. Nàng đền ta đi, nàng đền lại cho ta, nàng đền lại cho ta, nàng đền cho ta đi, nàng đền lại cho ta. Ngọc Cẩn à, Ngọc Cẩn, xin lỗi, xin lỗi chàng. Đều là lỗi của ta hết. Nàng không chỉ hại ta rơi xuống nước và 10 năm nằm liệt giường, mà thanh xuân của ta, ý chí của ta, giấc mộng anh hùng của ta, và cả cơ thể khỏe mạnh của ta nữa.
đừng bị nàng quỷ trong chốc lát rồi. Xin lỗi chàng, chúng ta về nhà rồi nói được không? Ở đây là quân doanh, e là sẽ làm loạn quân. Chúng ta về rồi hãy nói nha. Về nhà, về nhà ta sẽ ly hôn với nàng. Nàng đừng diễn với ta nữa, đừng lấy con ra uy hiếp ta. A Chiêu, A Chiêu, nàng không sao chứ? Tướng công, ta vẫn luôn hối hận rất nhiều. Ta biết bản thân làm chuyện sai trái, nhưng mà chuyện đã làm sai rồi, ta cũng không có cách nào thay đổi nó. Ta chỉ có thể chuộc tội. Nàng gả cho ta là vì muốn bù đắp cho ta sao? Ta đã nợ chàng 14 năm, ta dùng cả đời để trả có được hay không? Hả? Thê tử ngốc của ta, cả đời làm sao đủ chứ? Ta còn muốn kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không đủ. Chàng tha thứ cho ta rồi sao? Ta tha thứ, ta tha thứ cho nàng. Hứa với ta, bảo vệ tốt bản thân, sinh một đứa con khỏe mạnh cho ta. Ngọc Cẩn, Đại Dương, ngài xem mũi của đứa bé này, miệng và mặt nữa, giống y hệt như ngài vậy. Nàng xem thử mắt của nó đi, rất có thần, rất giống với đôi mắt của nàng. Đứa bé còn chưa có tên. Đại Dương, ngài đặt một cái tên cho con đi. Ta sớm đã nghĩ xong rồi. Tên của nó là Thác Bạc Lượng Tổ. Thác Bạc Lượng Tổ, nghe vừa hào hùng vừa có khí thế. Thác Bạc Lượng Tổ sau này trưởng thành rồi cũng phải giống như Y Nạc ca ca con, dẫn quân đi đánh giặc phân ưu cùng Đại Dương. Đem rượu tới. Thác Bạc Lượng Tổ, con trai cưng của ta, sau này nhất định phải giống ca ca con, cường mạnh như Thác Bạc Y Nặc. Nào, cho nó uống hớp rượu đi. Ngoan, không khóc. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Nó ngoan lắm. Cách nhĩ đô, cắt xén quân lương của ta, giữ ba vạn mũi tên của ta. Quỳnh tính toán như vậy có thể thành đại sự không?
Nhưng mà một tháng trước, ta đã đếm hết 20 vạn con bò dê lạc đà và 30 vạn mũi tên, tất cả đi lên chiến trường rồi. Cơ hội lên chiến trường có thể để cho huynh làm lỡ dở sao? Thời cơ thay đổi, chuyện không thể sửa. Diệp Chiêu đã tấn công Bạch Ngân Trại rồi, tổn thất nghiêm trọng, món nợ này tính sao đây? Huynh đệ tốt của ta, trước đây sao ta không nhìn ra huynh là tiểu nhân gian trá như vậy? Khí thế nhỏ nhen y như nữ nhân vậy. Khí thế nhỏ nhen y như nữ nhân à? Y nặc, chúng ta cũng không xoay sở nổi quân lương nữa rồi. Hậu phương còn có 20 vạn đại quân xuất phát, bây giờ chỉ còn lại quân lương lót dạ mà thôi. Lẽ nào ngươi kêu ta mở mắt đứng nhìn một họ chết đói hay sao hả? Y nặc, y nặc. Nhớ năm xưa, ta cưỡi trên lưng ngựa Nam Chinh Bắc Chiến, xây dựng cung điện, soạn ra chữ Tây Hạ, ban bố lệnh thục phạt. Có chuyện nào không phải do bổn vương đích thân làm chứ? Nhưng giờ thì sao? Chiến sự trước mắt, hai hoàng tử vì chút tư lợi mà cắn xé lẫn nhau. Không hề nghĩ cho đại cục chút nào, nàng nói xem trận này đánh kiểu gì đây? Đại dương bớt giận. Nàng xem đi, xem những thứ này đi, nàng xem đi. Đây đòi quân lương, đây đòi trợ cấp, lương thảo kỳ dương phủ đưa tới. Chẳng qua chỉ là cốc nước hắt vào đám cháy. Một đám lửa lớn đang cháy, một cốc nước thì làm được gì chứ? Đại dương. Tướng sĩ ở tiền tuyến phải được ăn no mới đánh tiếp được. Nhưng mà tiền tuyến tiêu hao lớn, hậu phương cũng phải tiếp ứng mới phải. Phu Dương, Nhi thần có chuyện quan trọng cần báo. Nói đi. Quân sự cần gấp, những người không liên quan mời tránh đi. Không được vô lễ. Đại dương, dương tử nói rất có lý, tiên nhi tránh đi là được rồi. Nói. Bẩm phụ dương, con và Diệp Chiêu sắp quyết chiến, nhưng lương thảo ở Bạch Ngân Trại khó mà ứng phó được. Mong phụ dương dục thái tử đưa thêm lương thảo có 2 tháng nữa, để con dẫn binh tấn công Dị Thành. Đến lúc đó, nơi ấy sẽ trở thành kho lương thực vô tận cho quân ta sử dụng. Lúc trước không phải vừa đưa lương thảo đi một chuyến rồi sao? Phụ dương, nhưng mà lần trước thái tử đưa lương thảo đến nay đã hơn 1 tháng rồi còn gì. 20 vạn đại quân đó ngày nào cũng tiêu hao vô cùng nhiều, kho lương của chúng ta rơi đi trông thấy. Phụ dương à, Nhi thần dẫn binh ở tiền tuyến vốn không cần phải lo lắng chuyện này mà chuyên tâm giết địch, nhưng bây giờ ngày nào cũng vì chuyện lương thảo mà lo lắng không nguôi. Người nói đi, con phải đánh thế nào đây? Đủ rồi, ta biết rồi. Ta sẽ lệnh cho thái tử kịp thời giải quyết, con lui trước đi. Như thần đa tạ phụ hoàng. Gọi một tàng hoa bàn tới gặp ta. Dạ. Đại dương. Một thằng hoa bàn, y nặc lại tới dục quân lương rồi. Người mau nghĩ cách đi, chuẩn bị một số bò dê lạc đà, giải quyết chuyện gấp trước mắt ở tiền tuyến. Đại dương, với bò lạc đà đủ lớn của 8 đại gia tộc đều đã đi đến tiền tuyến rồi. Bây giờ đã không còn đủ với bò lạc đà nữa rồi.
Ngựa dê lạc đà còn nhỏ thì không thể đem đi tặng sao? Đại Dương, trên thảo nguyên lạc đà ngựa dê nếu còn chưa đủ 8 tháng thì chưa thể giết thịt được. Là tính mạng của 10 vạn tướng sĩ tiền tuyến quan trọng, hay là những con ngựa dê lạc đà còn chưa trưởng thành quan trọng đây? Hả? Đại Dương, chúng ta không phải đàng hoàng với Tống rồi sao? Còn cần nhiều vật tư như vậy để làm gì chứ? Đây chỉ là kế quản binh thôi. Đợi quân ta chuẩn bị đầy đủ, đợi đối phương buông lỏng cảnh giác, lúc đó sẽ là thời cơ quyết chiến với quân Tống. Đại Dương, chiến sự một khi tiếp tục giằng co, với tình hình của chúng ta bây giờ rất khó tiếp tục duy trì. Tình cảnh khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần ta tiêu diệt được Tống, đại hạ ta sẽ giàu có nhất thiên hạ này. Đại Dương có điều không biết, 8 đại gia tộc đã kêu than ngập trời, vật tư của bọn họ đã không thể bỏ ra thêm được nữa. Im miệng đi. Nhớ lúc xưa bổn vương dẫn quân chinh phạt Thổ Phiên, đánh Hồi Hộp, nửa đời đều trên lưng ngựa, lần nào không phải gặp muôn vàn khó khăn hả? Hiện giờ tinh thắng trận ở tiền tuyến liên tiếp báo về, người muốn ta bỏ dở giữa chừng có thể không? Ta nói người biết, trận chiến này nhất định phải đánh tiếp. Ta cho người thời gian 3 ngày gom quân lương, nếu như không gom được, xử theo quân pháp. Vậy người dê lạc đà đã đủ 6 tháng của gia tộc Một Tàn, thôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ, lập tức đưa đến tiền tuyến. Người hiểu chuyện là được. Thời gian quyết đấu với Diệp Chiêu sắp đến rồi, nhưng quân lương của tiền tuyến không đủ cung cấp, khiến cho lòng quân hoang mang. Đồng chí sắp tới, Đại Dương sao không tận dụng cơ hội này đi tiền tuyến thăm hỏi tướng sĩ, cổ vũ sĩ khí? Bổn vương cũng có ý đó. Tới lúc đó nàng cùng với bổn vương đi tới đó đi. Biên quan điều kiện gian khổ, sinh hoạt ngày thường của Đại Dương đương nhiên không thể không có tiên nhi. Có nàng bên cạnh của bổn vương, phiền não to lớn cũng không đáng lo nữa. Lần này cùng đi với bổn vương, tiên nhi có thể chăm sóc bổn vương trên đường đi khó khăn, an ủi cho bổn vương. Trong chiến tranh, tiên nhi không dám mê hoặc Đại Dương làm cho quần thần dị nghị. Chúng ta ngày tháng còn dài. Ở bên tiên nhi, ta mới cảm nhận được thú vui của sự chờ đợi. Càng chờ đợi càng nóng lòng, nhưng trong lòng ta lạ lắm, lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn. Người Tống coi trọng thời cơ chín muồi, nước chảy thành sông không phải không có lý do. Cảm giác của chờ đợi tuyệt vời nhất.
tỷ tỷ. Các ngươi lui xuống trước đi. Đệ đệ, sao sắc mặt khó coi vậy? Đại dương muốn đánh tiếp, nếu không xoay sở được 3 tháng quân lương, hắn sẽ giết đệ. Đại dương trước giờ rất coi trọng đệ. Hơn nữa, hiện giờ ta đã sinh con nối dõi cho đại dương. Đệ là của củ ruột của con trai đại dương mà. Ánh mắt của hắn đã có ý định giết đệ. Hạn cho đệ 3 ngày phải xoay sở được quân lương, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp. Giả lợi Ngộ Kỳ và giả lợi Nhân Vinh đều là người thân của Dương Hậu. Đại dương cuối cùng vẫn ra tay đó thôi. Đệ đệ có đối sách chưa? Gia tộc Mộc Tàn vẫn còn một lượng người dê bò nhỏ, chỉ có thể đưa đến tiền tuyến thôi. Các gia tộc khác không thể trông mong nữa rồi. Việc đốc thúc lương thảo đúng là chức trách của cấp dĩ luôn. Nhưng hiện giờ đại dương lại cứ hỏi đệ là sao chứ? Vậy cứ đưa lượng dê bò nhỏ này lên tiền tuyến trước, ứng phó hoàn cảnh trước mắt đã. Chuyện sau này chúng ta cứ để sau này hãy tính. Tỷ tỷ, gia tộc Mộc Tàn hiện giờ đã khuynh gia bại sản rồi, tỷ biết chưa? Đệ đệ có từng thấy ánh mắt đầu tiên của Thảo Nguyên chưa? Trải qua bóng đêm chính là để tỏa sáng trong giây phút đó. Hiện giờ gia tộc Mộc Tàn chính là mặt trời đang dần mọc lên, sớm muộn cũng có ngày sẽ tỏa sáng vạn trượng. Đệ đệ, thân là quốc tướng dưới một người, trên vạn người, đệ chỉ cần qua được ải này là nhất định sẽ chờ được ánh bình minh. Giả lại, bây giờ chúng ta còn có Thác Bạc Lượng Tụ, chỉ cần bảo vệ tốt nó thì nhất định sẽ có hy vọng. Tình thế bây giờ chúng ta chỉ có thể quan sát tình hình. Gần đây đại dương thường xuyên gọi tên Tiên Nghê Thường, thái tử đã vô cùng căm phẫn. Quan hệ phụ tử có thể xung đột bất cứ lúc nào. Ý của tỷ là chúng ta liên thủ với thái tử? Tất cả nên cẩn thận thì hơn. Thêm một bình nữa. Thái tử, ngài không thể uống nữa. Đừng uống nữa mà. Ta uống rượu không cần các ngươi quản. Cút. Thái tử điện hạ. Một Tàn Hoa Bàn, ngươi tới làm gì? Ngươi tới để làm gì? Thái tử điện hạ nổi giận với hạ nhân, không lẽ có thể thay đổi được cục diện bây giờ sao? Một mình uống rượu buồn sẽ chỉ khiến cho con báo lạc đường, càng thêm bàng hoàng. Cút. Cô cửu chết quan, mẫu hậu bị phế, huynh đệ trở mặt thành thù. Bây giờ ngài lại ở đây uống rượu sao? Một Tàn Hoa Bàn, ngươi to gan như vậy à? Phụ thân của ngài là hôn quân vô đạo, háo sắc thành tính. Bây giờ ngài không có chút thành tích nào hết. Tiểu tử nhà ngươi chán sống rồi có phải không? Là một nam nhân mà nữ nhân của mình cũng không bảo vệ nổi thì là nỗi nhục của nam nhân đó. Kẻ cướp nữ nhân của ta là phụ vương ta, phụ vương chí cao vô thượng. Ta đổi với ông ấy kiểu gì đây chứ? Còn chưa bắt đầu
thì ta đã thua mất rồi. Sẽ có một ngày khi ngài trở thành vua của đại hạ này. Sẽ có một ngày à? Đợi tới ngày đó thì tất cả đã quá muộn rồi. Muộn rồi. Thái tử điện hạ, không lẽ ngài không muốn dùng đôi tay của mình khiến cho ngày đó đến sớm hơn sao? Thái tử điện hạ nhân hậu anh dũng, trong lòng ta chính là vị vua chân chính. Một tài ngoại bàn, nguyện trung thành ủng hộ thái tử điện hạ, vạn chết không từ. Quốc sĩ đứng lên. Điện hạ, khi ngài trở thành vua của đại hạ này, tiên nhi cô nương tự nhiên sẽ trở về bên cạnh ngài thôi. Tiên nhi từng nói là đến khi có một ngày ta trở thành vua của đại hạ thì nàng ấy nhất định trở về bên ta. Qua mấy ngày nữa chính là tiết đông chí của đại hạ ta, cũng là năm mới của người đảng hạng ta. Tuyết rơi dày đặc, đông chí cuối năm, hy vọng đất đai phù hộ đại hạ ta binh mã cường tráng. Gần đây quân lương thiếu thốn, lòng quân hoảng loạn. Mấy ngày gần đây vừa xoay sở được một số quân lương, bỗng dưng muốn tới Bạch Ngân trại thăm hỏi những tướng sĩ biên quan. Nhân cơ hội này liên quan với tướng sĩ khích lệ lòng quân. Một tàng qua bàn. Có thần. Mang theo đội thị vệ chuẩn bị cho tốt, không được sơ suất. Dạ đại dương. Thái tử. Có nhi thần. Con đích thân vận chuyển quân lương, lập tức cùng với bổn dương tới Bạch Ngân trại. Dạ phụ dương. Tiết đồng chí là thời cơ tốt nhất để chúng ta đánh đòn phủ đầu, thắng bại nằm trong trận này. Giờ tí ba khắc, đại quân xuất phát. Rõ. Hải tham tướng dẫn theo 5.000 người tấn công cửa nam. Trư thống chế dẫn theo 5.000 người tấn công cửa bắc. Thu lão tướng quân, ông dẫn theo 5.000 người tấn công cửa đông. Rõ. Quân sư Hồ Thanh giả dạng thành ta thống lĩnh 3 vạn đại quân, khiến chiến ở cửa tây, dù chủ lực của y nặc, đánh lạc hướng chủ ý của chúng. Rõ tướng quân. Thu Thủy, theo ta cùng đến cửa đông cứu biểu muội, có được hay không? Rõ, tướng quân. Đợi ta cứu được Tích Âm, nhân lực khắp nơi lấy pháo qua bảy sắc của Bạch Ngân trại làm tín hiệu phát động tiến công. Đến lúc đó chúng ta đến cửa đông, giáp kích trong ngoài, đánh cho chúng trở tay không kịp. Rõ. Phụ dương, tiền tuyến khá đơn sơ, liều trại này là tốt nhất rồi. Đêm nay người ở tạm đây. Được rồi. Thái tử, huynh ở liều bên cạnh. Được. Vậy nữ nhân này, cô ta ở đâu? Tiên nhi có thể ở cùng công chúa Ngân Xuyên không? Hai người ở chung một liều thì làm sao mà được chứ. Y nặc, dựng cho tiên nhi một liều cạnh liều của Ngân Xuyên. Được. Giờ ta sẽ phái ba đồ đi sắp xếp. Đa tạ dương tử. Phù dương, nghỉ ngơi trước đi. Đợi yến hội bắt đầu, nhi thần sẽ qua đón.
Đi đi. Cam Nhị Đôn. Phụ Dương, còn mau chóng điều tra qua tình hình quân lương đi. Trước khi yến tiệc bắt đầu, nhất định phải chuẩn bị hết cho ta. Dạ, phụ Dương. Đi đi. Ngày mai đại quân giao chiến, nàng theo Bổng Dương đi tới vùng biên quan thì coi như cổ vũ sĩ khí trước khi chiến đấu. Đêm nay ở cùng ta có được không? Đại Dương, ngài vội vàng gì chứ? Nàng có biết nàng xinh đẹp nhất lúc nào không? Chính là hiện giờ, chính là thời khắc này, lúc nàng thẹn thùng, rất xinh đẹp. Đại Dương à, nàng dám đẩy Bổng Dương ra sao? Tiên Nhi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Hả? Như vậy đi, đêm nay ngài hãy tới liều trại của Tiên Nhi, Tiên Nhi sẽ đợi ngài. Ta hận ngay bây giờ không thể đem nàng. Tiên Nhi cô nương, liều trại đã sắp xếp xong, mời cô qua đó kiểm tra. Đại Dương, Tiên Nhi phải đi coi trước đã, chút nữa sẽ đi chung cùng ngài tới chỗ yến tiệc. Được, nàng cần đồ gì cứ việc dặn dò ba đồ đi làm cho nàng. Đây là phòng ngủ mà mặt tướng chuẩn bị cho Tiên Nhi cô nương. Rượu nước hoa quả lương khô đã chuẩn bị xong hết. Ba đồ tướng quân dứt giả rồi. Ngân Xuyên cô nương gần đây sức khỏe không được tốt, Y Nạc Dương Tử sẽ sắp xếp ở nơi khác. Nếu như không còn chuyện gì, tại hạ xin phép cáo lui trước. Ta biết rồi. Có thảo danh túy tiên, văn chi dông ương, hoa khai kết quả, quả như tử hương, uống vào như lên cõi cực lạc. Thê tử ta ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống, nhi tử của ta trong bụng nàng không sao chứ? Bẩm quận dương,
đây có thể đại khái là có lẽ là đã phát triển ổn định rồi. Cái gì mà gọi là có lẽ hay đại khái chứ? Đưa ra một đáp án chính xác được không? Bẩm quận vương, tại hạ thật sự không dám chắc. Tiểu quận vương ở trong bụng mẫu thân luôn luôn bồng bềnh, không biết có thấy thoải mái hay không nữa. Tên thỏ nhóc này, dù gì cũng ra trận cùng mẫu thân rồi, hiểu quân pháp chứ? Quân pháp chính là tuyệt đối không được làm mẫu thân tức giận. Đừng nhảy nữa nha, phải giống phụ thân con nè, ngoan ngoãn nằm yên bên trong. Đây là cơ hội chiến đấu mà Thích Âm đã dùng sinh mệnh đổi lấy, bất luận điều gì cũng không được bỏ lỡ.此生的情。